đó, còn ở đây thì lại có 4 bạn đã bị lẻ ra rồi. Rồi xin cảm ơn các con. Các con hãy di chuyển xuống phía dưới khu vực sân khấu để nhận những món quà cho mình nhá. Uống dòng thật à? Wow, dòng hay thế, dòng đẹp nhỉ. Trình Xuân Đài. Chương trình hôm nay thì tôi là người già nhất, tôi thấy là làm những nguồn động viên cho sinh viên, làm động viên để là cho các cháu để phát triển năng khiếu trí tuệ. Vui. Dạ. Đúng được ạ. Là khi làm cho cái năng khiếu trí tuệ cho các cháu nó mở mang. Dạ.